Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái bài 39 rồi đúng không nào? Và trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài 40, đó chính là ancol. Ancol. Ở dưới chương trình trung học cơ sở, chương trình lớp 9 hóa hữu cơ học kỳ 2 thì chúng ta được học ở một cái bài, đó chính là rượu ethylit. Công thức phân tử của nó đó chính là C2H5OH. Thì em biết rằng là nó có cái nhóm chất đó chính là OH thì nó sẽ thể hiện cái tính rượu. Đó nào. Như vậy thì xem thử là ở đây ancol nó có giống hay khác gì với cái nhóm chất của rượu hay không các em nhé. Ok, chúng ta sẽ đi sang phần một là định nghĩa cũng như là phân loại. Một, định nghĩa. Đây các em, cái phần này các em ghi trực tiếp vào trong vở giúp thầy nha. Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử kết nhóm hydroxit và liên kết với nhóm như đề gam OH, liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon carbonol. Như vậy nguyên tử carbonol là những nguyên tử carbon chỉ tạo liên kết đơn với các nguyên tử khác. Em nhớ như vậy. No thì chúng ta đã biết rồi. Cái nhóm OH này được gọi là nhóm OH gọi là ancol. OH ancol. Chúng ta đi sang phần 2 là phần phân loại các em nhé. Phân loại thì ở đây nó gồm có 3 loại. Nó gồm có 3 loại. Thứ nhất đó chính là gì? Đó chính là ancolno, đơn chất mạch hở. Được chưa nào? Nghĩa là gì? Nghĩa là phân tử có một nhóm OH liên kết với nhóm với một cái gốc anki. Và anki ở đây là nó là gì? Nó dưới dạng là gì của ancan này. Nghĩa là CnH2n+2. Nhưng mà cái hai đó thì nó đã thay thế bởi một nguyên tử hydro bởi nhóm OH ở đây. Các em hiểu nào? Ví dụ như là C3OH là C3H7OH. Được chưa nào? Cái này gọi là ancolno, đơn chất mạch hở. Cái thứ hai, phần này các em ghi vào trong vở giúp thầy nhé. Phần thứ hai B nhỏ đó chính là ancol không no, đơn chất mạch hở không no các em nhé. Nghĩa là ở đây là phân tử có một nhóm OH liên kết với nguyên tử carbon no. No. Thì nghĩa là nó có liên kết gì? Nó có liên kết đôi không nào? Của gốc hydrocarbon không no. Ví dụ như ở đây là gì các em? CH2 đây, nó có một liên kết đôi này. CH CH2. Hay nói cách khác ở đây đó chính là gì các em? C3H mấy? C3H mấy các em? C3H5 này. OH. Hoặc là CH3 CH CH CH2 OH, được chưa? Nó có một liên kết đôi này, thấy chưa nào? Nó gọi là không no. Ancol thơm, đơn chất thì phân tử có nhóm OH liên kết với nguyên tử carbon no thuộc mạch nhánh của một vòng benzen. Đây em. Đây chính là ancol benzylic, được chưa nào? Cái vòng benzen này. Đó. Nó thế chỗ một cái hydro của cái gì các em? Của cái nhóm anki thuộc cái mặt nhánh của nó, của vòng benzen này. Ok, như vậy chúng ta ghi thầy A B C vào ở trong vở và viết thầy các ví dụ minh họa vô nha. Rồi. Thứ tư đó chính là ancol vòng no đơn chất. Ancol vòng no đơn chất nghĩa là cái phân tử có một nhóm OH liên kết với nguyên tử carbon no thuộc gốc hydro carbon vòng no. Được chưa nào? Thì đây chính là cyclohexanol, cyclohexanol, được chưa? Thứ sáu đó chính là ancol đa chất. Ancol đa chất ví dụ như là ethylene glycol. Công thức này chúng ta gặp rất là nhiều các em nhé. C2H4OH tất cả hai lần này. Gặp rất nhiều. Nghĩa phân tử này có hai hay nhiều nhóm OH ancol. Hoặc là glycerol, đây là C3H5OH tất cả 3 lần. Hàng thức này chúng ta lưu ý nhé, gặp rất nhiều luôn em trong trình học ạ. Như vậy thì tùy theo bậc của nguyên tử carbon no liên kết với nhóm OH mà ancol thuộc loại ancol bậc 1, bậc 2 hay là bậc 3. Được chưa? Bây giờ chúng ta phần này chúng ta sẽ ghi vào trong vở nhé. Ta sẽ đi sang ở phần đồng phân và danh pháp. Một, ta đi sang ở cái phần đồng phân em. Các cái ancol no mạch hở đơn chất có đồng phân mạch carbon về
và đồng phân vị trí nhóm OH trong mạch carbon. Thí dụ ứng với công thức phân tử C4H10O có các ancol đồng phân như sau. Ở đây các em thấy là mạch gì? Mạch thẳng này, gọi là mạch carbon này các em thấy không? Được nè. Khi đó người ta sẽ bể cái vị trí ở đây xuống ở chỗ đây. Bể vị trí ở này xuống đây. Không? Đồng phân về mạch carbon trước. Ok. Tiếp tục người ta lại di chuyển cái anh này lại vào đây. Được không? Ok. Sau đó người ta lại bể. Nếu mà di chuyển vào đây thì ra được công thức này. Cái đồng phân này. Sau đó người ta lại bể cái anh này lên phía trên này. Thấy chưa nào? Đó, như vậy 1 2 3 4. Ok chưa? Rất là dễ hiểu đúng không? Rồi, chúng ta sẽ ghi này câu này vô nha. Về phần lý thuyết thì thực chất thầy sẽ chỉ ra những cái nào mà nó hơi khó hiểu thôi. Chứ nó đã có sẵn hết trong sách rồi. Ví dụ về tính chất hóa học hay là tính chất vật lý, đồng phân, danh phát, công thức cấu tạo vân vân thì đã có sẵn, nên là thầy có ghi thì ghi giống như vậy thôi. Được chưa nào? Tại vì những cái này là mang tính chất là hình thành kiến thức cho các em, nên các em giúp cho các em ghi bài để chúng ta học thuộc, để chúng ta có thể làm bài tập. Về danh phát, tên gọi các em này, nó chia thành hai cái loại. Thứ nhất là tên thông thường. Tên thông thường thì một số ít ancol có tên thông thường. Thì tên thông thường của ancol được cấu tạo như sau này. Ancol cộng tên gốc anky cộng với chữ X ở đây. Ví dụ C2H5OH thì cái này chúng ta đọc là gì? Ancol. Ancol này, eti này, gốc này eti này cộng với X này là ancol etylic. Thì cái từ ancol này thì ở dưới chương trình lớp 9 thì người ta hiểu nó chính là gì? Nó chính là rượu. Là rượu. Nên là người ta mới thay thế bởi là rượu etylic. Ok. Tên gốc anky, cái gốc CH nằm ở đây nó có tên là eti. Eti. Còn C3 là meti. Còn C3H7 là probi. C4H9 là gì? Là buti, ví dụ thế. Tên thay thế. Tên thay thế của ancol được cấu tạo như sau. Như vậy thì tên hydrocarbon tương ứng mạch chính này. Nhớ mạch chính của nó. Ví dụ ở trên này. Ví dụ ở trên công thức cấu tạo này thì cái mạch này gọi là mạch chính này. Đấy, cái mạch này là chính. Ví dụ như ở đây là chúng ta điếm là 1 2 3 thì có 3 carbon mạch chính thì đây chính là bro. Bro này. Gì ở đây này. Số chỉ vị trí nhóm OH cộng với từ O. Như vậy thì ở đây là cái số chỉ, nó nếu chúng ta đánh theo cái thứ tự, ví dụ như ở đây mạch ở đây chúng ta đánh, ví dụ đây là cái nhóm chất ở đây gần hơn đây thì chúng ta đánh vị trí đây là 1 2 3 ha, được không nào? Đấy, các em hiểu nào? Như vậy thì nếu như nhóm chất này ở đây thì chúng ta sẽ đánh, ví dụ đây là 1 2 3 được không nào? Như vậy thì ở đây các em thấy cái nhóm CH3 ở đây là các em đọc là 1 1 meti, đúng không nào? 1 meti còn gì nữa các em? 1 meti ở đây nghĩa là cái vị trí mạch nhánh ở vị trí số 1. 1 meti chúng ta đọc tới cái mạch chính là 1 2 3 3 đây chính là proban 1 on đây. Các em hiểu không? Đó. Ok. 1 meti 1 2 3 là 3 là proban. 1 vị trí OH nó tương ứng với 1 này, 1 on. On ở đây. Được chưa? Ta đi sang trang 181 nhé. Người ta lấy, người ta thí dụ này. Ví dụ như ở đây này. Thì ở đây các em thấy người ta đọc cái nhánh này trước là 3 meti này. 3 meti người ta điếm mạch chính này. Mạch chính ta là 1, 2, 3, 4 này. 4 carbon là butan. 3 meti butan. Cái nhóm OH ta liên kết đây là với cái mạch chính ta. Nhớ là khi chúng ta đánh á. Tại sao ở đây người ta lại đánh ở vị trí số 1 ở đây mà người ta không đánh ở chỗ này? Tại vì người ta ưu tiên cái nhóm chất OH ở đây liên kết ra đây, nên người ta sẽ đánh bắt đầu vị trí số 1 ở đây. 1 2 3 4. Cái hiểu nè. Như vậy thì 3 meti 1 2 3 4 4 là butan, 1 oan. Được chưa? Ok. Rồi. Các em hiểu chỗ đấy chưa nào?
tên của một số ancol no đơn chất mạch thở này, xuống từ carbon tương ứng 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4 ở đây. Đấy, được chưa nào? Thì ví dụ CH3OH là ancol metilic methanol, ethanol này, ancol propylic, proban 1-on, 1 là ở vị trí này này. Cái mạch chính của nó là 3, 3 carbon là proban này, 4 là butan 1-on này. Các em hiểu không nào? Còn nếu nó di chuyển, cái nhóm chất OH cho đây thì 2 butanol này. Các em hiểu chưa nào? Còn nếu ở đây nó có cái nhóm, ở đây có nhóm meti này thì người ta đánh 1 2 3 thì đây nó sẽ là gì? 2 meti là chỉ cái vị trí của cái nhóm meti ở đây ha, meti proban 1 on này. Ok. Phần này đã hiểu chưa nào? Ok. Về phần tính chất vật lý thì cái phần này chúng ta đọc giùm thầy nha. Các cái ancol là chất lỏng hoặc là chất rắn ở điều kiện thường. Nói chung, nhiệt độ sôi khối lượng riêng các ancol tăng theo chiều tăng của phân tử khối. À, ngược lại, độ tan trong nước của chúng lại giảm khi phân tử khối lại tăng. Nhớ chúng ta như vậy. Đấy. Như vậy thì ở đây này, nó đã có đầy đủ trong đây. Nhiệt độ sôi này, khối lượng riêng này, độ tan này. Đó. Tan ở đây, người ta ký hiệu đây, người ta đọc là gì? Vô cực này em nhé. Tan vô cực. À, không giới hạn. Giống bên toán ấy, về giới hạn lin ta học rồi ha. Ok, ta đi sang phần 4 em, đó chính là tính chất hóa học. Thì trong phân tử liên kết COH ở đây, đặc biệt là liên kết OH, nó chính là gì? Phân cực mạnh, nên nhóm OH là nhóm nguyên tử hydro dễ bị thay thế nên bị tách ra trong các phản ứng hóa học. Như vậy thì chúng ta sẽ đi sang giùm thầy ở cái phản ứng thứ nhất, đó chính là phản ứng thế hydro của nhóm OH. Tính chất chung của ancol. Thứ nhất là tác dụng kim loại kim. Ta thấy là ở đây là cái gì em? Natri tác dụng với ethanol này. Thì natri này nó sẽ thế, tại vì hydro này nó rất là linh động. Các em hiểu nè, rất là linh động nên rất là dễ bị thay thế cái nguyên tử hydro này. Như vậy tạo thành là gì? CH5ONa cộng hydro, giải phóng khí hydro này. Nên khi ta đốt cháy, cái ngọn lửa nó có màu gì này, màu xanh này, nghĩa là có khí hydro thoát ra bên ngoài. Hiểu chưa nào? Đó. Ok. Thì khi mà khí hydro này thoát ra ngoài thì cháy, thì nó sẽ tạo thành, khi hydro cháy thì nghĩa cộng với oxy để tạo thành hơi nước. Ok. Hiểu chưa? Ta tiếp tục nha. Ở đây là tính chất chung nha. Thứ nhất là tác dụng của kim loại kim, game ghi vô nha. Ghim thầy phương trình này vô. B là tính chất đặc trưng của glycerol. Glycerol đó chính là công thức là C3H5OH tất cả 3 lần các em. Cho vào hai ống nghiệm, mỗi ống 34 giọt đồng mà sulfat 2% và 230ml dung dịch NaOH 10% lắc nhẹ. Trong cả hai ống nghiệm đều có kết tủa xanh. Hả nào? Có cái tủa màu xanh, đó chính là COOH tất cả 25. Ở đây cái tủa màu xanh này. Tiếp tục nhỏ vào ống thứ nhất 3 đến 4 giọt ethanol và ống thứ hai 3 đến 4 giọt glycerol. Lắc nhẹ cả hai ống. Trong ống 1 kết tủa không tan, trong ống 2 kết tủa tan tạo thành dung dịch màu xanh lam của muối đồng 2 glycerat. Các em nha. Nghĩa là khi đó cái đồng 2 oxit hydroxit này này, kết tủa này, nó sẽ tác dụng glycerol để tạo thành đồng 2 glycerat ở đây. Công thức của nó này, cộng với nước ở đây. Cái được chưa nào? Đó, ok. Cái hiểu nè. Như vậy thì ở đây C3H5OH tất cả 3 lần. Ở đây tạo thành C3H5OH tất cả 2 lần. Ở đây có O nữa các em nhé. Và bên ngoài này nó có 2 này này. Nhớ cái số 2 này này. Ở đây cộng với nước. Và bên ngoài này có đồng này các em nhé. Rồi. Các em nhớ thầy phản ứng này nha. Phản ứng này rất đặc trưng để dùng để nhận biết các em nhé. Dùng nhận biết glycerol. Ok. Đây các em. Đây kết tủa của đồng 2 hydroxit này. Khi chúng ta cho glycerol vô thì cái kết tủa này sẽ tan và nó tạo thành dung dịch đồng 2 glycerat. Được chưa? Ta viết thầy phản ứng này vô rất đặc trưng các em nhé.
glycerol để nhận biết glycerol bằng đồng hai hydroxit nha em nha. Phản ứng thế nhóm OH phản ứng với axit vô cơ thì chắc chắn là tạo thành muối và nước này. Muối và nước, nước ở đây là cái nhóm OH này kết hợp với hydro của trong axit vô cơ, hai này kết hợp để tạo thành nước ở đây. Các em hiểu chưa nào? Và cái anh halogen thì kết hợp với cái gốc anki ở đây này, tạo thành CH5 brom cộng với H2O, được chưa? Chúng ta sẽ tìm thấy cái phản ứng đặc trưng nào vô, đây chính là eti bromo. Phản ứng với ancol, thí nghiệm cho 1 ml ethanol khang và ống nghiệm khô nhỏ từ 1 ml dung dịch axit H24 đặt vào lắc đều, đun cẩn thận cho hỗn hợp sôi nhẹ, phải nào? Đưa ống nghiệm ra sang ngọn lửa, sau đó nhỏ từ giọt ethanol dọc theo ngạch thành ống nghiệm vào hỗn hợp đang nóng, thấy có mùi đặc trưng của ethylic bay ra. Đây em, cái phản ứng này, cái nhóm chất này nè, có O này liên kết chính giữa đây chính là ET này, đây chính là diethylic ET, gọi là ET ethylic. Di nghĩa là hai cái gốc ET này em, cái có cái nhóm O ở đây không, đây là ET, còn nếu sau này tức là hoặc COO đây chính là ST, các em phải phân biệt nha. COO mới là ST, còn O ở đây chính là ET. Đó. Phương trình 3 là cái phản ứng tách nước. Phản ứng tách nước ở đây nếu đun cái ancol ethylic với H24 đặt tới 170 độ C, ta sẽ thu được khí ethylene do phản ứng ở đây em. Thấy chưa nào? Nghĩa là C2H5OH đấy. Cái này là C2H5OH này. Đó, chúng ta đun thì đây ta thành C2H4 cộng với nước này. Đó. Viết công thức phân tử như vậy cho các em dễ nhìn. Còn tại sao như vậy thì ở đây hai này kết hợp tạo thành nước ở đây này. Được chưa? Thì đây chúng ta sẽ có công thức tổng quát này. Các em ghi vô công thức tổng quát vô nha các em nhé. Ví dụ C3H7OH thì khi chúng ta đun cái điều kiện xúc tác cũng đang ở nhiệt độ và H24 thì nó sẽ tạo thành, ví dụ C3H7OH thì tạo thành C3H6 cộng với nước, ví dụ thế, được chưa? Ta đi sang phần 4 là phản ứng oxy hóa nha. Thứ nhất là phản ứng oxy hóa không hoàn toàn, không hoàn toàn thì ở đây nó sẽ tạo thành một cái nhóm chất, đó chính là aldehyde. Aldehyde thì cái công thức, cái nhóm chất của nó đó chính là CHO. Đây là CHO này. Đây chính là anhydride acetic. Tác dụng ở đây là với đồng hai oxit. Thì ở đây các em thấy hydro đây, hydro đây và O đây. Thì nó kết hợp ở đây ba đây tạo thành gì? Với nước. Nó còn lại cái anh CHO này, CHO thì nó tạo thành cái anh từ cái ancol thì tạo thành ở đây là anhydride. CHO này ha. Đây này. Đó. Đây chính là nhóm chất của anhydride cộng với đồng cộng với nước, được chưa? Như vậy thì các cái ancol bậc 1 thì nó tạo thành anhydride khi bị oxy hóa không hoàn toàn. Trong điều kiện như trên, các ancol bậc 2 cũng bị oxy hóa thành, ở đây là ceton nha. Đó. Ceton đây. CO, nhóm chất CO đây chính là ceton. CO, còn COO là ST, còn O không là ET, còn CHO là aldehyde, còn OH là rượu, còn COOH là axit. Nhớ giùm thầy một số cái nhóm chất rất quan trọng như vậy nha. Các em hiểu nào? Thầy nhắc lại này, ví dụ O không á là ET này, CO là ceton này, COO là ST này. Không, COOH là acid này, CHO là aldehyde này, OH không chính là rượu này. Được chưa? Thì trong điều kiện như trên thì ancol bậc 3 là không phản ứng. Ok. Ta đi sang ở phần B, đây chính là phản ứng oxy hóa hoàn toàn em. Khi mà bị đốt thì ancol cháy và tỏa rất là nhiều nhiệt em nhé. Ví dụ như khi chúng ta đốt cái ancol ethylic
thì sẽ tạo thành nhỉ khí CO2 cộng với nước. Thì cái tính chất này dùng để vào việc sát trùng dụng cụ y tế và làm nhiên liệu được chưa nào. Những phần này thầy nó nhắc lại là cái bài rất là dài các em, mà bây giờ thầy cho các em ghi á thì cũng ghi như vậy thôi chứ không chẳng khác gì đâu, nên là các em đừng có nói sao ông thầy ông cứ đọc ở trong sách mà không có ghi chép gì hết. Thì thầy đánh dấu để các em ghi và các em học, cho gì thầy ghi cho ghi thì nó cũng giống như trong sách thôi em nha, nên em thông cảm nha. Còn tí nữa qua phần bài tập thì thầy mình viết ra giấy rồi thầy sẽ trình bày cho các em được không nào. Không cho ghi mà giờ cũng 20 phút rồi em, nếu mà ghi nữa thì thôi chắc phải hơn cả tiếng. Điều chế một phương pháp tổng hợp này, thì thứ nhất là nhiều nước công nghiệp phát triển đã tổng hợp ethanol từ ethylene bằng phản ứng hợp nước có xúc tác, ở đây là acid sulfuric hoặc là acid phosphoric ở nhiệt độ cao, ở đây tạo thành ancol ethylic ở trên này, hay là ở glycerol được tổng hợp từ propylene theo cái sơ đồ này kia. Ok được chưa? Xà phòng mà hóa chất béo này nọ thì ở chương trình hóa lớp 12 chúng ta cũng được học nha. Phương pháp sinh hóa, sinh hóa thì ở đây từ gì đây anh em, tinh bột đường người ta lên men, thì quá trình sản xuất ancol ethylic từ nông sản được tóm tắt như sau. Ví dụ như là sắn anh em biết củ sắn không, người ta bữa nay sản xuất ra xăng E5 anh em. Các em hiểu nào, sản xuất ra xăng E5 bằng cách cái phương pháp này dưới dạng công nghiệp, dạng tạo ra xăng E5, thì khi đó người ta thu mua mì, sắn mì của nông dân cái giá rất là cao. Rồi trước đây thì thầy thấy ở cái vùng thầy thì trồng sắn rất là nhiều em, nên là nếu như mà chưa có những cái quá trình này để sản xuất xăng E5 thì cái giá mì này, giá thành của cây mì rất là thấp, nhưng mà khi mà có thì người ta đẩy cái giá thành lên rất là cao ha, theo cái phương trình phản ứng này được chưa. Đó. Tinh bột này, cái này chính là tinh bột này, C6H10O5 tất cả N là đó chính là tinh bột, có rất là nhiều cái mắc xích phân tử liên kết với nhau ha. Cuối cùng ở đây tạo thành ethanol được chưa. Rồi ta đi sang phần 6, đó chính là ứng dụng nha. Thì ethanol có ứng dụng nhiều trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, y tế đây, ví dụ như là mỹ phẩm này, phẩm nhuộm, nhiên liệu động cơ giống như nãy thầy đã giới thiệu là xăng E5 em ha, là dung môi này, rượu, nước giải khát, dược phẩm, nó có rất là nhiều cái ứng dụng trong đời sống của con người chúng ta được chưa nào. Đó. Ok, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay cho em một cái phần bài tập, trong đây nó có 9 bài tập em nha. Trắc nghiệm cũng có mà tự luận cũng có, nên ta cũng nên làm trước. Ok, chúc em học tốt nha, bye bye.